Thưa quý vị, buông cả hai tay rồi diễn xiết trên phố, nam thanh niên đi xe máy do mất kiểm soát đã ngã sổng sòi xuống đường. Vụ việc xảy ra tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong clip, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy buông cả hai tay rồi chống nạnh vào hồng. Sau đó, người này cố gắng rung lắc chiếc xe thật mạnh như đang diễn xiết. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau do mất thăng bằng nên người này đã ngã sấp mặt xuống đường. Được biết, vụ việc xảy ra sáng ngày 11 tháng 2, mùng 2 Tết, tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Rất may, nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều cho rằng hành động của thanh niên này là vô cùng nguy hiểm, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người tham gia giao thông khác.